tinh tế và thuần khiết. Ngọc Bảo Viên, khu đô thị luôn vươn tới những giá trị sống đích thực. Tọa lạc tại vị trí vàng ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi, trải dài từ bắc xuống nam với những trục đường huyết mạch như Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng. Sự vượt trội trong thiết kế của khu đô thị Ngọc Bảo Viên chính là đưa thiên nhiên vào không gian sống. Toàn bộ diện tích 31,29 ha của khu đô thị Ngọc Bảo Viên được chia thành 5 phân khu, bao phủ bởi một hệ thực vật đa dạng. Mỗi phân khu trồng bởi một loài cây đặc trưng và được tính toán kỹ lưỡng khoa học để bạn tận hưởng không khí trong lành với hương hoa quanh năm. Mạng lưới kết nối giao thông trong khu đô thị được thiết kế quy hoạch đồng bộ, vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển. Điểm nhấn đầu tiên là hai trục đường lớn chạy xuyên suốt khu đô thị, nơi cộng đồng cư dân được tận hưởng tổ hợp các khu văn hóa thể thao, vui chơi giải trí. Ngọc Bảo Viên còn được tô điểm bởi hàng loạt các công viên tiểu khu đáp ứng mọi nhu cầu về nghỉ ngơi, thư giãn. Với quy mô rộng lớn, Ngọc Bảo Viên dễ dàng tổ chức những sự kiện ngoài trời hấp dẫn và thú vị, thu hút đông đảo du khách tới tham dự. Đây là cơ hội vàng cho những cư dân có nhu cầu kinh doanh buôn bán. Hệ thống giáo dục đầy đủ từ mẫu giáo đến trường đại học liên hoàn, đó chính là lý do để Ngọc Bảo Viên có quyền tự hào về một môi trường tiên tiến nơi bạn có thể phát triển toàn diện. Trung tâm cuộc sống của Ngọc Bảo Viên được xây dựng tập trung tại khu vực Hồ Ngọc với thiết kế đường vào ven hồ, đường đi bộ dọc kênh Thạch Nham. Cư dân Ngọc Bảo Viên có thể tận hưởng các tiện ích bên bờ hồ lòng gió. Lần đầu tiên trong một khu đô thị tại Quảng Ngãi có sự xuất hiện của các tiện ích công cộng đặc biệt. Trung tâm văn hóa hội nghị, nơi thiết kế độc đáo ôm sát vòng hồ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng. Nhà hàng với tầm nhìn bao quát toàn bộ hồ, nơi những bữa tiệc hòa quyện cùng không gian thiên nhiên. Tránh xa những xô bồ náo nhiệt của cuộc sống để đắm chìm dưới làn nước trong xanh của bể bơi vô cực, hòa mình với khung cảnh thiên nhiên của hồ Ngọc. Điểm nhấn nổi bật và độc đáo nhất của Ngọc Bảo Viên chính là hệ thống sân khấu nhạc nước, một không gian giải trí mới lạ nơi tổ chức các sự kiện sôi động hấp dẫn. Với sự phong phú đa dạng về diện tích đất nền cũng như chủng loại nhà ở từ 60 đến 500 mét vuông, bạn thật dễ dàng lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý phù hợp với nguồn vốn đầu tư của mình. Dãy nhà phố thương mại tọa lạc tại các tuyến phố chính của khu đô thị tạo nên một tiểu khu sầm uất và năng động bậc nhất. Tận dụng không gian thoáng mát và cảnh quan thơ mộng của các công viên, khu biệt thự song lập và đơn lập được thiết kế hiện đại, tinh tế nhằm đưa thiên nhiên tràn ngập vào toàn bộ căn nhà. Với sự tâm huyết, chúng tôi cam kết chia sẻ, đồng hành cùng bạn về một cuộc sống thịnh vượng và đẳng cấp. Ngọc Bảo Viên, khu đô thị do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngọc Bảo Viên, vùng đất tươi xanh, cuộc sống an lành.